lại mất tiền tỷ qua điện thoại bằng thủ đoạn mạo danh, hù dọa và yêu cầu chuyển tiền. Cái lừa đảo ngày càng biến hóa những thủ đoạn lừa một cách tinh vi và manh động nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Người phụ nữ 55 nhận được cuộc điện thoại lạ tự xưng là Nguyễn Văn Dũng đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội, thông báo bà có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu niêm phong tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu bà chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản của Đào Xuân Sang. Do lo sợ nên người phụ nữ đã ra ngân hàng chuyển số tiền trên theo hướng dẫn của Dũng. Một tuần sau, nghi ngờ bị lừa đảo, người phụ nữ ra trình báo công an nhưng tiền tỷ trong tài khoản thì đã bị mất. Thủ đoạn mạo danh, nhất là mạo danh cơ quan chức năng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tiền, được kẻ gian biến hóa muôn hình vạn trạng. Nên dù là chiêu không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tổng đài của sở ghi nhận phản ánh của người dân cho biết một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh COVID-19 gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với COVID-19 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Kẻ lừa đảo sử dụng số điện thoại di động và các đầu số không xác định như 18444 126 5410, 18445 344 0501. Hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Sở Y tế khuyến cáo khi gặp trường hợp này, người dân báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý.